Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phú Thọ đảm bảo cung cấp điện cho SEA Games 31. Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng ở Yên Bái. Hoa tam giác mạch nở rộ ở Vân Hồ, Sơn La. Cuối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để các trận đấu SEA Games 31 diễn ra đảm bảo về yếu tố kỹ thuật, liên tục và xuyên suốt, việc đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống lưới điện đã được ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Phú Thọ quan tâm. Để đáp ứng vận hành tốt hệ thống đèn trên sân vận động Việt Trì, Điện lực Phú Thọ đã trang bị 3 máy phát 400 kV A và 1 máy phát 560 kV A để phục vụ độc lập cả 4 dàn đèn trong suốt quãng thời gian thi đấu. Ngoài hạng mục dàn đèn chiếu sáng, hệ thống nhà công vụ, khu điều khiển trung tâm và đèn LED của sân Việt Trì cũng được dự phòng bằng máy phát 250 kV A do Trung tâm Khai thác Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh vận hành. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, đến nay du lịch tỉnh Điện Biên đã đạt được những con số ấn tượng trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hơn 60.000 lượt du khách đến với Điện Biên chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Gần 2.000 phòng nghỉ của 120 cơ sở lưu trú du lịch đã đạt 100% công suất sử dụng. Đây là những con số ấn tượng đối với ngành du lịch Điện Biên sau 2 năm trầm lắng bởi đại dịch COVID-19. Qua đó tạo cơ sở để tỉnh Điện Biên đạt mục tiêu đón trên 1,3 triệu khách du lịch trong năm 2025, trong đó có trên 300.000 lượt khách quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có trên 5,2 nghìn hectare cây mắc ca, trong đó diện tích trồng thuần chiếm 2/3, còn lại là trồng xen canh với các cây trồng khác tại các vùng trọng điểm, gồm Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường. Qua đánh giá thực tế từ các hộ nông dân, bình quân 1 hectare cây mắc ca tùy thuộc vào tuổi cây và phương thức trồng. Sau khi trừ chi phí, sẽ cho thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một năm. Toàn tỉnh Lai Châu cũng đã hình thành một số sản phẩm OCOP từ mắc ca. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cây mắc ca còn khẳng định vị thế, góp phần tích cực phủ xanh đất trống đồi trọc và trở thành cây đa mục đích tại Lai Châu. Trại rau quả Bắc Hà thuộc Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai đang tiến hành khảo nghiệm, đánh giá và nhân giống lê mới có tên XT77. Đây là cây lê giống mới, được ghép từ một giống lê nhập ngoại với cây lê địa phương. Cây lê giống mới tận dụng được những ưu điểm nổi trội của giống địa phương như khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với khí hậu địa phương, chất lượng quả thơm, ngon, ngọt, trái to. Hiện trại rau quả Bắc Hà đã lai ghép được 110 cây lê XT77 là cây thế hệ sau của cây mẹ và đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có thể sản xuất giống đại trà trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp. Đến nay đã có hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất lúa đem lại thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. 2.000 m2 dưa hấu của hộ gia đình bà Hoàng Thị Thủy, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đang cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Đây là năm thứ hai gia đình bà Thủy trồng dưa hấu trên đất ruộng. Nhiều nhà bây giờ ai cũng chuyển đổi sang trồng dưa, thôi thì cũng bỏ hết ruộng đi để chỉ làm ít một mấy trăm để cho nó có lúa thôi, còn chuyển đổi sang trồng dưa hết, thu nhập nó khá giả. Thì bây giờ thì gia đình tôi trồng dưa hấu thì mấy năm nay thì cũng thấy nó thu nhập nó khá giả hơn, với lại nó cũng năng suất hơn. Trồng dưa lê thì chăm sóc thì nó nhàn hơn là trồng lúa. Trồng lúa thì mình có cái công chăm sóc mình nhiều hơn, với lại mình phải cái phân bón ấy thì hết nhiều hơn, phải làm nhiều lần. Còn trồng dưa lê thì mình chỉ cần chăm sóc lúc còn bé thôi. Còn tí nữa quả nó to thì mình nhàn, mình không phải làm mấy. Hiệu quả kinh tế thì trồng dưa thì nó đạt hiệu quả hơn là trồng lúa. Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất, đến nay xã Thanh Lương có gần 30 hectare ruộng chuyển đổi sang trồng rau màu,
trong đó dưa lê, dưa hấu chiếm 20 ha, còn lại là các loại rau màu khác. Thực hiện theo sự chỉ đạo chung của cấp trên và về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì đối với địa phương chúng tôi cũng xây dựng các kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công từng nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách ở thôn bản, tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh những cái mô hình dưa hấu, dưa lê, thì hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi cũng tiếp tục áp dụng các cái mô hình, ví dụ như là ớt xuất khẩu và dòng lúa chất lượng cao để làm hàng hóa bán ra thị trường. Xã Thành Lương, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến năm 2025 thu nhập trên mỗi hecta canh tác đạt 160 triệu đồng một năm và tiếp tục chuyển đổi 10 hecta diện tích lúa sang trồng rau màu chất lượng, kinh tế cao, giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trôi qua, Vân Hồ Sơn La lại đẹp như nàng thiếu nữ, khoác trên mình những tấm áo rực rỡ, khoe sắc, làm say đắm lòng du khách. Những ngày này, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La càng trở nên thơ mộng hơn với những triển hoa tam sắc mạch. Đây là địa chỉ lý tưởng để du khách có thể thỏa sức tận hưởng không gian tràn ngập sắc hoa. Nếu mà trồng cái vườn hoa như thế này thì mất thời gian 2 tháng mà nở hoa. Cái vườn hoa của mình thì nó lú nó nở tươi như thế này thì có khai đông, khai rất là thích. Hoa tam sắc mạch nở thành từng chùm, cánh mỏng. Khi mới nở, loài hoa này có màu trắng tinh khôi, sau đó chuyển sang hồng nhạt, ánh tím và sau cùng là đỏ sẫm. Vì được trồng quanh năm nên vào thời điểm trái mùa, những bông hoa tam sắc mạch ở đây không đậm màu hay chuyển sắc theo kỳ sinh trưởng nhưng cũng đủ níu chân người lữ khách. Tôi đến từ Thanh Hóa, hôm nay là có cháu đưa đi lên Sơn La để đi du lịch Vân Hồ. Phong cảnh ở đây thì thấy rất là đẹp. Và lên đến đây thì thấy đồi núi và có nhất là vườn hoa ở đây này. Bông hoa thì nở rất là đều và một cánh đồng hoa nói chung là rộng và đẹp. Thì với bộ trang phục của vùng miền thì cô thấy rất là vui, hài lòng. Giữa màu xanh của núi rừng, những đồi hoa tam sắc mạch chính là điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên nơi đây. Còn người dân Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã sẵn sàng để cùng du khách đón chào một mùa du lịch mới an toàn và thân thiện. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022. Tỉnh Lào Cai có mây, ngày nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời dịu mát, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tỉnh Lai Châu có mây, không mưa, đêm về sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Tỉnh Điện Biên, nhiều mây, ngày nắng, trưa chiều giảm mây, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tỉnh Sơn La, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Tỉnh Yên Bái nhiều mây, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tỉnh Hà Giang, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây, ngày trời nắng, đêm về sáng trời dịu mát, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tây Bắc Chuyển động ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.